Quan điểm của các chuyên gia và giới giao dịch về giá vàng đã được cải thiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Fed, Jerome Powell không đưa ra kế hoạch rõ ràng về việc cắt giảm chương trình mua trái phiếu trong bài phát biểu tại hội nghị Giác Sơn Hầu. Quan điểm của các chuyên gia và giới giao dịch về giá vàng đã được cải thiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Fed, Jerome Powell không đưa ra kế hoạch rõ ràng về việc Ngân hàng Trung ương Mỹ cắt giảm chương trình mua trái phiếu trong bài phát biểu tại hội nghị Giác Sơn Hầu. Cụ thể, Ông Powell nhận thấy tiềm năng phép rút dần kích thích tài chính trong năm nay khi nền kinh tế Mỹ có những tiến bộ đáng kể trên thị trường lao động, nhưng cũng lưu ý rằng vẫn còn một số bất ổn xung quanh đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi biến thể Delta đang lan rộng. Theo các nhà phân tích, bình luận của ông Powell nghiêng về phía ôn hòa nhiều hơn, tạo ra một số áp lực bán ra đối với đồng đô la Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng thế giới. Kể kết quả khảo sát mới nhất của KITCO News trong số 16 nhà phân tích phố Wall tham gia cuộc khảo sát tuần này. 9 người, 56% nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng, 4 chuyên gia, 25% có ý kiến ngược lại và 3 người còn, 19% cho rằng thị trường kim loại quý này sẽ bình ổn. Ở một diễn biến khác, tổng cộng 800 linh một nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên phố Mên. Trong đó, 398 người, 50% dự đoán giá vàng đi lên, 243 người, 30% cho biết kim loại quý này sẽ giảm giá vào 180 người, 20% đưa ra quan điểm trung lập. Tuần trước, không có định hướng giá vàng rõ ràng nào từ các nhà phân tích phố Wall hoặc các nhà đầu tư phố Main và tâm lý thị trường vàng rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, những bình luận của Powell đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường, thúc đẩy giá vàng giao tháng 12 lên 1.817 USD trên ounce, tăng gần 2% so với tuần trước. Theo phân tích của một số chuyên gia tài chính, những bình luận mới nhất của Powell cho thấy vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ. John Phoenix, nhà sáng lập Phoenix Consulting, tin rằng Fed sẽ chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ khi tổng số việc làm vẫn còn thấp hơn 6 triệu so với tháng 2 năm 2020. Do đó, đây vẫn là thời điểm lạc quan cho thị trường vàng. Adam Button, giám đốc chiến lược tiền tệ tại forexline.com, nhận thấy nhiều tiềm năng tích cực đối với vàng khi đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực sau những bình luận của ông Powell. Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đang mong đợi giá vàng lên cao hơn vào tuần tới, động lực tăng giá của thị trường vẫn còn nhiều yếu tố biến động. Theo Felix Treber, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, thị trường vàng có thể xảy ra tình trạng bán tháo trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được phát hành vào cuối tuần tới. Ông Chebo cũng dự đoán xu hướng việc làm tăng mạnh có thể khiến giá vàng quay trở lại mức thấp gần đây. Trong khi đó, Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forest, kỳ vọng thị trường vàng sẽ tiếp tục phục hồi lên khu vực 1820 đến 1830 USD trên ounce trong thời gian sắp tới.